Em ăn xin chào cả nhà mình nhé. Hiện tại thì em ăn đang di chuyển trên trục đường quốc đường 23 tháng 10 nha quý anh chị. Đó là trục đường kết nối từ trung tâm của thành phố biển Nha Trang đi lên khu vực Diên Khánh nha quý anh chị, đi qua thị trấn Diên Khánh. Rồi cũng như là kết nối qua quốc lộ 1A luôn quý anh chị, đi lên Đà Lạt. Đó, kết nối quốc lộ 27C ra Đà Lạt luôn á, đi cao tốc Bắc Nam luôn á. Đó, thì hôm nay thì em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị một cái lô đất vườn có thổ cư tại Nha Trang. Cụ thể là nó sẽ thuộc thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh nha quý anh chị, thuộc thành phố Nha Trang, cách biển là khoảng 5 km thôi. Và đặc biệt là nó rất là gần với cái chợ ga là cái chợ lớn nhất của khu vực xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Hiện tại em quay là lúc 1 giờ trưa cho nên là chợ nó cũng vắng bớt rồi nè. Đó, chợ Vĩnh Thạnh nè quý anh chị. Bây giờ là 1 giờ trưa nha quý anh chị, 13 giờ á. Đó, chỗ này có Vinmart cộng nữa nè, nhà thuốc, quán ăn rồi đầy đủ. Thì lô đất em muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay là nó sẽ nằm bên cạnh chợ luôn, cách chợ là khoảng 300m thôi. Đi theo cái hướng này nha quý anh chị. Đó, bên hông chợ sẽ có một cái đường nữa, cái đường này là đường cây kéo nha quý anh chị. Đường này là đường rất là lớn, đường này rộng khoảng đâu tầm 10 cho đến 12m. Đường này đường bê tông nha quý anh chị. Đường này bên hông chợ nè. Đường này thì nó sẽ là đường thông. Đó, đi vô là khoảng 500m là sẽ giao với trục đường là đường Miếu Bà. Thì trên đường Miếu Bà nó sẽ có một cái trường học rất là nổi tiếng ở đây, đó là trường một trong những cái trường công lập nổi tiếng của Nha Trang. Đó là trường Hòa Huy Tập nha quý anh chị, Hà Huy Tập. Đó thì vị trí cái lô đất mình là nó sẽ nằm mặt tiền đường này nha quý anh chị, cái đường cây ghéo đây. Đó, thì lô đất này thì mặt tiền đường này và nó sẽ có cái ưu điểm là ngang nó tới 8m. Đó. Và nằm chính giữa chợ ga và trường Hà Huy Tập nha quý anh chị. Đó. Bây giờ học sinh bắt đầu đi học nè quý anh chị, thấy không? Mấy bé học sinh đi học nè, chạy xe đi học nè. Đó, trục đường cây ghéo này là trục đường lớn nè, có quán cà phê nè. Rồi rất là nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán. Đó. Rất là nhiều nhà đẹp trên trục đường này. Trục đường này thì em quay cho quý anh chị coi nè. Đó thì trục đường này thì quý anh chị mà sở hữu cho mình một cái lô đất ở đây, một cái bất động sản ở đây thì mình cũng có thể là vừa kết hợp ở và kinh doanh buôn bán ha. Chỗ này có cái nhà thuốc tây nè, ở tiệm thuốc tây rồi quán cửa hàng quần áo nè. Đó. Thì lô đất của mình em muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay là ngay chỗ chiếc taxi đậu nè quý anh chị, xanh taxi. Đó, thì em sẽ tẹp chiếc xe qua hàng bên rồi em quay cho quý anh chị xem nha. Đó, em muốn chạy xe quay từ chợ vô để coi là cho quý anh chị mình dễ hình dung được cái vị trí bất động sản mà hôm nay em ăn sẽ giới thiệu cho quý anh chị ha. Đó, thì cái đường đây, đường cây ghéo thì cái đường này hiện trạng là đường này là đường giống như trải nhựa nhưng mà đây là đường bê tông nha quý anh chị. Tương lai thì người ta sẽ trải nhựa lại cái đường này thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì đường này đi thẳng mình đi khoảng là 200m nữa là mình sẽ giao với con đường Miếu Bà. Thì con đường Miếu Bà đó thì một hướng là ra đại đường 23 tháng 10 và cũng như là kết nối đi tới cái trường Hà Huy Tập luôn. Trường Hà Huy Tập thì nó sẽ nằm trên đường Miếu Bà đó. Mình đi lên từ đây tới trường mình đi khoảng 200m, 250m là tới trường nha quý anh chị. Trường nó trường cấp 3. Còn trường mầm non cấp 1, cấp 2 thì cũng chỉ trong bán kính 500m từ lô đất mình là đi là kết nối dễ dàng quý anh chị ha. Đó, thì em quay cái con đường này quý anh chị thấy không? Đó thì cái lô đất của mình đây. Thì lô đất của mình là có tổng diện tích là 209,8m2. Ngang mặt tiền đường là 8m, nó sâu vô trong một cạnh là 25,8 và một cạnh là 26,71m. Đó, một cạnh là 25,81, một cạnh là 26,73m. Đó. Đó thì quay mặt về hướng đông bắc. Đó, thì lô này sẽ có sẵn cho mình là tới 120m2 là đất thổ cư. Còn lại là đất vườn cây lâu năm. Đó. Thì lô này thì có sẵn thổ cư tới 120m2 cho nên quý anh chị có thể xây dựng nhà thoải mái, còn lại là mình có thể làm sân vườn tiểu cảnh, làm sân để ô tô. Đó, mình có thể làm một cái hồ cá koi làm sân vườn. Đó. Thì bên cạnh mình là sẽ có một cái dãy chợ nè, dãy chợ người ta xây. Đó thì lô đất mình thì sát bên dãy chợ ha. Bên cạnh mình thì ngày xưa là một cái nhà hàng quán ăn hay quán cà phê gì đó, nhưng mà bây giờ thì người ta không có kinh doanh nữa. Đó thì ở được trục đường này hồi nãy em quay đó quý anh chị, trục đường này là trục đường kinh doanh nha quý anh chị. Đó, em thấy không, chỗ kia có quầy thuốc tây nè, đối diện có cái store bán quần áo nè, ở trên cái tiệm trà sữa, trên kia có quán cà phê rồi rất nhiều, đặc biệt thì rất là gần chợ ga quý anh chị. Ở đây thì mình nếu cô chú anh chị mà ở đây á, đi bộ ở đây là tới chợ rồi, có con cái đi học cũng gần ha. Đó, thì lô đất mình thì chủ đang chào bán với giá là 4 tỷ 196 triệu.
4.196.000.000 cho một lô đất mặt tiền đường lớn, rộng tới 11-12 mét, đường thông gần trường gần chợ, thổ cư có sẵn 120 mét vuông thổ cư, nó tổng diện tích là 209.8 mét vuông, ngang 8 mét, hướng là hướng đông bắc, chính đúng hơn là nó gần chính bắc nha quý anh chị, hướng bắc nhưng mà nó lệch qua bên đông vài độ. Thì lô đất mình thì sát bên nè, sát bên mình là một cái dãy trọ. Thì lô đất mình đây thì chị chủ là chị đang ở Sài Gòn, nhưng mà do mà công việc của chị là ở Sài Gòn là chính, cho nên là chị không ít về Nha Trang lắm, cho nên là bây giờ chị cũng muốn bán bớt một cái lô này để chị đầu tư vô cái công việc kinh doanh của chị ở trong Sài Gòn ha, cho nên là chị bán chị thu hồi vốn đó. Chị cũng mua cái miếng đất này cũng định lúc đầu định ở, nhưng mà cuối cùng là do công việc ở Sài Gòn nhiều quá cho nên là thôi chị bán bớt cái lô này ha. Cho nên là chị vừa đưa ra cái mức giá cũng rất là hợp lý nha quý anh chị, tính ra là chỉ khoảng đâu tầm 20 triệu một mét vuông nha quý anh chị. Đó. Đất này thì chủ đã là rào lưới B40 nha quý anh chị, lưới B40 cũng như là mấy cái trụ bê tông rất là chắc chắn, cho nên là cái vấn đề về lộ giới thì mình yên tâm là chị đã xây, chị đã đóng trụ bê tông cũng như là rào ranh nó rõ ràng. Hiện do là lâu quá không có xây nhà ở, không có ai chăm cho nên là cỏ nó mọc hơi nhiều, nhưng cái này mà chỉ cần mình dọn cỏ là nhìn thấy đất sẽ rất là đẹp quý anh chị ha. Vuông vắng đẹp, ngang trước 8 mét, phía sau cũng 8 mét luôn, sâu vô là hơn 25 mét lận đó. 120 mét thổ cư thì quý anh chị có thể xây dựng nhà thoải mái. Với lại đất ở đây thì có sổ hồng đầy đủ nha quý anh chị đó. Ở đây thì mình được xây dựng tự do là 6 tầng rưỡi, còn nhưng mà 6 tầng rưỡi là để ai kinh doanh thôi, xây phòng trọ, xây căn hộ dịch vụ. Ở đây thì mình xây căn hộ dịch vụ cũng được, xây dãy trọ cũng được đó. Bởi vì ở đây thì mình ra đường 23 tháng 10 á, cái đường hồi nãy em chạy vô á, thì trên cái đục đường đó thì rất nhiều công ty văn phòng đó, cho nên là công nhân viên rồi cũng như là nhân viên đi làm, người đi làm rất là nhiều, cho nên ở đây thì gần những cái công ty lớn như showroom ô tô đồ á, siêu thị. Ở đây thì gần siêu thị Bixigo, siêu thị Lotte, cách đây xe lắm thì cũng cỡ 1,5 cây nha quý anh chị. Phía trên cái hướng đi lên đèn lên lên Diên Khánh thì cũng có cái siêu thị Mega. Đó, cho nên ở đây thì người đi làm rất là nhiều, cho nên mình cũng có thể làm căn hộ dịch vụ cho thuê ha. Còn không thì mình có thể làm dãy trọ. Đó, đơn giản là mình vừa làm vừa kinh doanh. Ví dụ như quý anh chị có thể xây một căn nhà để ở. Không cần xây 6 tầng, mình chỉ cần xây như căn này thôi, một trệt 2 lầu là mình có thể ở trong một gia đình là thành viên từ 4 người đến 6 người là mình ở thoải mái rồi. Còn nếu quý anh chị mà mình thích mà làm nhà vườn thì mình chỉ cần làm cái nhà cấp 4 thôi, còn lại mình làm sân vườn tiểu cảnh, ở sân ô tô thoải mái ha. Hoặc là mình có thể làm tòa nhà văn phòng, mình cho thuê mặt bằng cũng được, còn lại mình ở trên. Bên cạnh mình có tiệm phở buổi sáng nè, bên kia có quầy thuốc tây, rất là nhiều cửa hàng, đi chợ rất là gần ha. Lô này thì quý anh chị cũng có thể là mình mua để mình làm tài sản tích lũy cho con cái sau này ha, làm đầu tư. Pháp lý là giấy tờ là sổ hồng là chính chủ nha quý anh chị, sang tên là trong ngày, sổ có sẵn ở nhà, không có vay ngân hàng gì hết nha. Đó, rồi quý anh chị quan tâm cái lô này thì alo trực tiếp cho em ăn qua số điện thoại là 0353 687 732. Thì vị trí này thì mình đi về trung tâm là mình đi khoảng đâu tầm 4 cây. Còn đi ra biển thì mình đi khoảng 5 km nha quý anh chị. Ra biển trung tâm Trần Phú ngay chỗ Tháp Trầm Hương và quảng trường 2 tháng 4, ngay chỗ chợ đêm luôn. Đó. Cái này thì em thấy là quý anh chị mình mà yêu thích nhà vườn mà kiểu như mà mình không có muốn đi quá xa Nha Trang, mình chỉ thích mua trong cái đường lớn 10-11 mét như thế này, và mình mua một cái lô đất có diện tích khiêm tốn khoảng 200 mét như thế này ha, trên dưới 200 mét vuông như thế này đó, và mình xây nhà vườn thì nó, với lại mình không có muốn quá xa trung tâm, mình chỉ tìm mua trong cái bán kính từ biển vô chung từ cái từ biển Nha Trang á, mình đi về bán kính là khoảng 5-6 km để mình mua, mình làm nhà vườn mà tài chính của mình từ 4 tỷ 5 tỷ 6 tỷ trong khoảng đó. Thì em thấy là cái lô này rất là phù hợp luôn á. Quý chị xây nhà vườn thì mình chỉ cần xây cái nhà với 120 mét vuông thì quý chị cũng không cần phải xây hết 120 đâu, xây khoảng 70 80 mét vuông nhà thôi. Rồi còn lại thì mình làm sân vườn tiểu cảnh ha. Đó, thì em thấy cũng rất là hợp lý.
Đó, đường này thì quý anh chị nhìn thấy không? Ô tô chạy thoải mái ha. Ô tô người ta đậu trên đường, trên lề đường luôn kìa quý anh chị thấy không? Đó, nhưng mà cái lòng đường vẫn còn rất là rộng ha. Đó, cho nên là ở đây thì thôi chứ xe container cũng vô đây được nha. Đó, lô đất của mình đây ha, rất là bằng phẳng đẹp luôn. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ chạy xe đi quay xung khu vực xung quanh. Hồi nãy là em chạy từ cái trên cái chợ vô, thì bây giờ thì em sẽ quay từ đây em chạy tới chỗ cái trường học cho quý anh chị coi nha. Với lại cái đường chỗ này là thông hết nha quý anh chị. Cái đường để em chạy tới em quay cái đường Miếu Bà cho quý anh chị xem. Đó, đường hai bên đường kinh doanh thấy chưa? Này có quán cà phê rất là đẹp nè, cà phê Gia Hân nè. À, chỗ này cũng có mấy cái biệt thự rất là đẹp. Đường lạnh nè. Đó, em quay thực tế cho quý anh coi nha. Đó là kinh doanh rất hết nha. Chỗ này là có một cái showroom cửa hàng kinh doanh của anh ta nè, cái showroom showroom ô tô nè, bảo kỳ xe nè, xe, máy sửa sang nè. Đó, chỗ này thì người đầu đường này là người ta mới đổ nhựa nè quý anh chị, cho nên là cái đường mình á là chuẩn bị đổ nhựa tới cái nhà cái đất của mình đó. Đổ nhựa tới đất của mình thì giảm bảo cái đất mình nó sẽ còn tăng giá nữa nha quý anh chị. Đó, đầu đường có quán cà phê rất đẹp ha. Đường này đường Miếu Bà nha quý anh chị. Thì cái hướng này nha là mình đi thẳng đường này luôn là mình sẽ xuống gặp cái đường là cầu Bè. Đó, cái đường cầu Bè. Ở chỗ này có tòa biệt thự rất đẹp nè. Rồi, hướng này lên đây là ra lại đường 23 tháng 10 cũng như là kết nối đi ra tới chỗ cái trường tiểu cái trường trung học phổ thông Hà Huy Tập thôi quý chị ha. À, trục đường này cũng là trục đường kinh doanh và người ta cũng mới trải nhựa lại nhìn nó cũng rất là đẹp rồi quý chị ha. À, này có tiệm sửa xe, sửa chữa đồ điện gia dụng, giữ xe cho học sinh. À, do chỗ này nó có trường học đó quý chị. Quý chị mấy con cái đi học rồi thôi chứ ở đây thì mình quá tiện rồi. Đi học thì chỉ cần đi bộ thì cũng cần đi xe. Đó, đi về trung tâm thì cũng sát bên thôi. Đó, trường học này nha quý anh chị. Do là bây giờ học sinh vô trường hết rồi. Chỗ này trường học này, cổng vô trường quý anh chị thấy cái cổng trường không? Cổng trường á chuẩn màu vàng á, đây nè. Cho mà cho quý anh chị xem. Đó, cổng này nha. Đó. Đó, cổng nha. Đó, cổng trường. Đó. Còn cái đường này là ra lại đường 23 tháng 10 nha. Để vô lô đất mình thì quý anh chị nhìn mình quý anh chị có thể vô cái đường này ha. Đó, không cần phải chạy lên đây đâu. Để kia là cứ quẹo vô chợ ga. Còn vô đây thì mình sẽ cần những cái cổng luôn nè. Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập đó, tới đây là biết là tới lô đất mình rồi nha. Đó, từ đây vô lô đất mình là mình đi khoảng 400 mét thôi. Đó, còn cái hướng này nè là đi về trung tâm Nha Trang cũng như là kết nối đi biển luôn, mà đi thẳng đường này luôn là mình sẽ gặp cái nút giao Ngọc Hội. Là cái nút giao thông Ngọc Hội đi qua đó, rồi mình đi thẳng theo cái đường 23 tháng 10 mình tới cái vòng xoay Mã Vòng, mình đi tiếp tục đi thẳng theo con đường Thái Nguyên là nó đấu nối với con đường 23 tháng 10 này luôn. Rồi đi theo đường Thái Nguyên mình sẽ đấu nối với tới đó thì mình sẽ gặp cái ngã 6. Mình tới cái ngã 6 mình vẫn đi tiếp tục đi thẳng luôn, mình đấu nối với đường Lê Thánh Tôn. Từ Lê Thánh Tôn mình đi thẳng cái là mình ra tới biển trung tâm Trần Phú ngay chỗ tháp Trầm Hương luôn. Đó. Còn cái hướng này là quý anh chị sẽ kết nối đi lên khu vực thị trấn Diên Khánh cũng như là kết nối với đường 23 quốc lộ 1A đi Bắc Nam. Rồi cũng như là mình đấu nối với đường quốc lộ 27C để kết nối lên thẳng thành phố Đà Lạt luôn. Rồi cũng như là một hướng để mình kết nối đi tới cái đường dẫn lên cao tốc Nha Trang đi Sài Gòn quý anh chị ha. Rất là thuận tiện luôn nha quý anh chị. Rồi quý anh chị quan tâm lô này thấy phù hợp với nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì alo cho em dẫn xem thực tế nha. Em cảm ơn quý chị nhiều nha. Quý chị thấy hay nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.